Bộ Tài chính vừa công bố tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công của các ngành và các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022 với tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước ước đạt 27,75% kế hoạch vốn, trong đó tỉnh Lâm Đồng xếp thứ hai toàn quốc về tỷ lệ giải ngân với trên 47% kế hoạch vốn. Năm 2022, trong tổng số trên 5.100 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó trên 4.200 tỷ đồng ngân sách địa phương và trên 900 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương. Đến hết tháng 6 năm 2022, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh được 2.530 tỷ đồng, đạt trên 47% kế hoạch năm. Cùng theo Bộ Tài chính, dựa trên kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Lâm Đồng rất nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện vốn đầu tư công, đồng thời xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 với các giải pháp trọng tâm như ra sát tiến độ triển khai theo từng công trình, hạng mục dự án, đồng thời đôn đốc theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo bảo đảm tiến độ kế hoạch vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho thi công các hạng mục công trình. Được biết theo kết quả tỷ lệ giải ngân chung của cả nước, Phú Thọ là tỉnh có tỷ tỉ lệ giải ngân cao nhất với trên 51% kế hoạch vốn năm. Tiếp theo là các tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Thuận.